Hello Ken. Sắp rồi. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh là đúng ngày 29 Tết là mình ra. Tuy nhiên thì khi mà nghe được cái tin là có ca nhiễm ở sân bay thì đảm bảo an toàn cho mọi người, cho bản thân mình cũng như là khi mình bay ra đây này nó không bị ảnh hưởng gì hết. Vì thế mình đã quyết định mình hủy vé đi. Nhưng thật sự lúc hủy vé xong cảm giác khá khá buồn. Thì mình cũng lại phải giải thích với con là vì tình hình dịch như vậy, ba chưa thể ra sân bay được. Và khi mà ba ra đây thì sẽ rất là nguy hiểm. Con phải hiểu cho ba và thương ba thì bạn ấy cũng sẽ rất là lắng nghe. Thời gian sắp tới này nó cũng đang bùng dịch như này và khuyến cáo là hạn chế ra ngoài như thế, thì chúng ta có kế hoạch cụ thể để mà cả gia đình chơi với nhau, hoặc là bố mẹ là thay phiên nhau để coi cho đứa trẻ là nó được vận động này, nó được chơi, nó được thoải mái trong cái thời gian như thế. Cái nhảy con ngựa ấy, con nhảy qua ghế này này, con học ở đâu ấy? Con học ở nhà tâm mẹ Hà. Khi mà Ken nghỉ học thì Ken sẽ đồng hành cùng với mẹ ở trên nhà tập. Trong những cái lúc mà mẹ huấn luyện thì bạn ấy sẽ vận động xung quanh nhà tập. Thực ra đấy cũng sẽ là một cái phương pháp mà khiến bạn ấy sẽ không bị ì ạch và cũng sẽ không cắm đầu vào điện thoại quá nhiều. Đây con từ cây trong kia nữa cho mẹ. Thịt cái cái nào ướt 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 chưa đấy. Lúc mà ba đi công tác thì con ở nhà con giúp mẹ gì? Con giúp mẹ dọn đồ chơi, giúp mẹ tưới cây. Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy được nghỉ ở nhà thì bạn ấy cũng có giúp mẹ được một số những cái việc nhỏ. Ví dụ như là khi mà mẹ đang nấu bếp thì bạn ấy cũng hay chủ động: mẹ ơi con ra tưới cây cho mẹ nhé. Hoặc là mẹ ơi con đi vứt cái này cho mẹ nhé. Khi mỗi lần làm xong thì bạn ấy hay có một cái câu hỏi rất là đáng yêu là: mẹ có thấy con ngoan không? Con bây giờ lớn rồi, con giúp mẹ rồi đấy. Thì mình cảm thấy cũng rất là vui và cảm thấy được là bạn ấy đã bắt đầu có cái sự trưởng thành hơn. Nhưng mà người thấy Long anh đã trang bị rồi. Thấy được đứa con của mình bây giờ nó ra nó chạy, nó hào hứng nó ôm mình ấy, nó khó khó nói lắm. Mình thích lắm, mình ôm con mình cảm giác là nó, mình cảm giác mình xa nó lâu lắm rồi ấy, mặc dù là thời gian có 2 tuần thôi. Cảm giác mong chờ của cái đứa con ấy là lâu ngày không gặp ba ấy, nó rất là kiểu vui mừng và kiểu rạng rỡ. Lúc mà sang về chắc em vui đúng không, hét ầm ĩ lên ấy là ba sang giật cả mình luôn. Chưa ngon không? Sẽ ngon tuyệt vời. Thế lúc mà ba sang đi công tác ấy thì con ở nhà với mẹ con chơi gì không? Con nhớ ba, con thích ba về chơi với Ken không? Ồ, tốt. Tao chuối chuối chân đâu? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua cơn đại dịch lần này. Và những đứa trẻ cũng sẽ được vui chơi, vẫn được vận động và phát triển mỗi ngày trong chính ngôi nhà của mình. Mình sẽ luôn cố gắng đảm bảo làm sao mà gia đình sẽ luôn luôn cảm thấy ấm áp và con cái cũng sẽ trưởng thành hơn và lớn lên trong vòng tay ba mẹ để cảm nhận được sự yêu thương và đầm ấm nhất.